Sao? Anh hứa gì với tôi hả? Em sao em biết tới đây mà thấy vậy? Sao tôi biết hả? Cái gì một khi mà tôi muốn biết là không bao giờ anh giấu được. Cái gì mà không sầm vậy trời? Cưới gì không được á thì ly dị mẹ đi. Hở gì mà cái lộn hoài sao mà ngủ? Đi làm cả đêm gì mệt muốn chết luôn mà gặp vợ chồng này nữa. Xin em đó. Không chửi là không được. Được, con chồng bự con lắm, gặp thêm vợ mỏ hổn nữa, mình mà vô chắc hốt xác mình luôn quá. Sao giờ ta? Anh nghĩ anh có cái gì? Anh chỉ có cái mã thôi. Thôi, nhắn tin đi cho nó nhẹ nhàng lịch sự. Anh chị có thể nào nhỏ tiếng được không? Em đi làm về ca đêm, cần yên tĩnh đi ngủ. Cảm ơn anh chị. Alo, em nghe này chị. Tôi đang đi làm. Làm gì có ở nhà đâu mà ồn ào. Nhà chỉ có mình chồng tôi thôi à. Anh có lộn ai không? Không, em nghe vợ chồng chị gây lộn trong đây quá trời mà. Giọng nữ. Anh có chắc là giọng nữ không? Trời ơi, không chắc. Ngủ chị làm chi? Giờ này tôi đang ngủ mà. Không cần, giờ mà chị cần á, tôi ghi âm lại cho chị nghe luôn. Alo, alo. Bà mới nói gì trời? Đâu gửi thử đi. Anh có biết tôi được là một quản lý của một tập đoàn lớn không? Có cái gì mà tôi phải làm người thứ ba hả? Tại sao bà phải ngoại tình với một thằng nhân viên quèn như anh hả? Rồi, bà chuyển khoản thiệt nè. Ok. Ok bà chị, tôi ngồi ở đây nè. Con gùi nào mà bay ra được. Anh nghĩ anh có cái gì? Anh chỉ có cái mã thôi. Tôi nói anh, bây giờ một là anh ly dị vợ, anh sống với tôi. Còn hai á là anh biến khỏi công ty của tôi nha. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh chọn đi. Em gắng bình tĩnh nghe anh nói nè, từ từ. Anh tìm cái điểm thích hợp cái anh ly dị vợ anh liền. Còn bây giờ em đừng có đuổi anh. Nếu mà em đuổi anh cái là anh không biết sống sao luôn đó. Bây giờ tôi nói một tiếng là anh có ly dị vợ anh không hả? Hay là anh để tôi đợi hoài hả? Tụi em người ta nghe là chết luôn. Trời ơi. Trời ơi, em đừng, trời ơi, rồi. Anh đừng có chọc tôi điên lên nha. Anh nghĩ anh có cái gì? Anh may mắn là được tôi thương anh ha. Tôi cho anh lên cái vị trí bây giờ không phải là do cái thực lực của anh đâu, là nhờ mối quan hệ của tôi hết á. Mà bây giờ anh dám biến tôi thành một cái con tiểu tam hả? Bây giờ tôi hỏi lần cuối anh có ly dị vợ anh không? Liễu. Ừ đúng rồi, em nói chị nghe nè. Bây giờ em nghe hết trơn rồi. Chị biết nhỏ đó là ai không? Con nhỏ đó là tiểu tam. Nó là sếp của chồng chị. Nó nói là bây giờ nó không làm tiểu tam nữa mà nó muốn làm chính thất. Là nó thấy chỗ của chị á. Cái gì? Con nhỏ đó nó gan vậy luôn đó hả? Còn nữa, nãy á em nghe là nó đòi đập cái hình cưới của chị với chồng chị. Cái nữa luôn, nó nói là có chị phải không? Búng một cái ra chuồng gà này. Trời đất ơi, cái này nó không phải là con người nữa. Ủa? Được rồi, mày gán lắm, bà cho mày một bài học. Mà khoan, anh đi đánh ghen với tôi. Lấy điện thoại ra. Ok chị. Anh chỉ cần làm nhân chứng, quay clip lại. Xong chuyện, tôi chuyển cho anh 2 triệu nữa. Ok chị, nói gì nói nha. Chứ ví dụ mà đánh ghen phải không? Lấy lại giấc ngủ bình yên đó, cỡ nào cũng cũng chơi á. Lúc mẹ nó chưa phải lúc, em hiểu không? Gán từ từ đi, một thời gian ngắn thôi là anh ly dị vợ anh liền. Chưa phải lúc hả? Em đừng, em đập đồ quá, anh còn mua lên được. Em đập nó mình thì là chết anh đó. Anh không biết làm sao vợ anh nó biết được chứ. Bây giờ mà anh vẫn còn lo cho vợ anh nữa. Thằng này, đừng quay, đừng quay. 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 Đừng quay.
em. Đừng mà, đừng, đừng em ơi, đừng có đập mà em. Ê, mày nói cái, mày giữ chồng tao hả? Mình đi, em bình tĩnh, em đánh người chết người á. Cái con kia, cô Lan mà cô đánh tôi hả? Tôi nói cho cô biết nha, cô không có tư cách mà so sánh với tôi đâu. Cái gì tôi cũng hơn cô hết á. Khôn hồn á, ly dị với ảnh đi, giải thoát cho ảnh đi. Đẹp mặt chưa, mày ngon quá ha. Cái gì, làm sếp mà đi ngoại tình với nhân viên, rồi bây giờ tới đây giật chồng người khác nữa hả? Rồi sao? Tôi nói cô biết nha, nếu như hai người thật sự hạnh phúc á, sẽ không có sự xuất hiện của người thứ ba đâu. Hai người thật sự hàn gắn với nhau á, thì làm sao mà ảnh quen tôi được? Để đi coi. Chết ra. Cái gì, người thứ ba hả? Chứ không phải tại cô. Cô quyến rũ ảnh, cô dùng chức quyền của mình để bắt buộc ảnh ăn nằm với cô hả? Đúng không? Anh nói vợ anh kiểu vậy hả? Có đúng không? Thôi mà hai người bình tĩnh. Nếu như mà anh thương cô thật lòng á, anh đã ly dị tôi, cưới cô làm vợ rồi chứ không phải để cô tới đây nè làm loạn đập phá lung tung như vậy đâu. Nè 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 thôi. Dạ hai người nghe em nói vậy được không? Trời sao vậy? Bây giờ chị nè, chị xinh đẹp, còn cô kia cũng có tiền xíu. Mà sao tự nhiên bá vô đàn ông không ra gì vậy? Tôi nói anh đó, anh được cái hơi hơi đẹp trai xíu, với lại cũng bự con hơn tôi xíu thôi chứ anh được gì. Tôi nói thiệt nha, anh mà ngoại tình, anh mà cặp bồ mà thăng chức vậy nữa, vứt đi. Thiệt. Chị Liễu, em nói chị nghe nè. Bây giờ đàn ông mà có gia đình á là không bao giờ ngoại tình. Ngoại tình á là làm gia đình tan nát, phải không? Anh làm gia đình tan nát rồi, vứt đi. Tôi nói chị luôn nè, chị á đừng có yêu anh này. Cái anh này á vừa muốn có gia đình hạnh phúc không, vừa muốn có người yêu nữa để thăng tiến lên trong công việc. Thấy tham lam không? Tham lam, vứt đi. Tóm lại anh á, đồ vứt đi. Ôi mày, mày tin chứ gì? Đúng không? Tất cả mọi chuyện như vậy là tại anh đó. Ê, quậy như nó đủ rồi. Nói chung là cậu em này nói đúng. Anh không có cái gì hết á, không có gì xứng đáng với tôi hết á. Coi như là tôi chơi qua đường thôi ha. Từ đây về sau đừng có xuất hiện ở công ty của tôi nữa. Ôi đã. Ừ. Em trả cho cô á. Em sao, đẹp mặt chưa hả? Bây giờ sao, anh muốn ngoại tình đúng không? Tiểu tam đúng không? Tôi cho anh một trận nè, ngoại tình. Đúng rồi chị, quýnh chị. Thế mà mày muốn ăn nằm với con khác à, lên giường con khác à, chết tao đi. Trời ơi.